rồi và rất dễ thắng. Đó là dòng trạng thái được đăng tải trên trang Twitter của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 2 tháng 3 vừa qua, chỉ một ngày sau khi ông Trump vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận vì việc Hoa Kỳ tăng mức áp thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép lên 25% và 10%. Dòng trạng thái này được xem là như đổ thêm dầu vào lửa vì nhiều khả năng nó sẽ làm gia tăng sự giận dữ của các nền kinh tế trên khắp thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu và Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng việc tuyên bố công khai tăng mức áp thuế nhập khẩu nhôm và thép cộng với việc sẽ tìm mọi cách để buộc Trung Quốc phải chỉnh sửa các quy định thương mại của mình, nhiều khả năng sẽ kích hoạt sự trả đũa từ phía Trung Quốc và cả các nền kinh tế khác trên khắp thế giới. Ngay cả một số nghị sĩ trong Đảng Cộng Hòa cũng đã lên tiếng cảnh báo một hậu quả không mấy tốt đẹp nếu một cuộc chiến tranh thương mại nổ ra. Khi đó, cơ hội việc làm của người dân sẽ bị tổn hại như một điều tất yếu. Về phần mình, Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ nên tuân thủ các quy tắc thương mại toàn cầu và rằng hành động trên của Hoa Kỳ đang đe dọa lật đổ trật tự thương mại quốc tế. Chính vì thế, các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ có các biện pháp để trả đũa. Cụ thể, Trung Quốc hiện đang thực hiện một cuộc điều tra liên quan đến lúa mì nhập khẩu từ Hoa Kỳ và cũng đang xem xét giảm nhập khẩu các sản phẩm từ đậu nành của nước này. Ngay cả những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ cũng phản ứng tiêu cực trước viễn cảnh ngành công nghiệp quan trọng của họ bị đe dọa. Nhật Bản tuyên bố quyết định của Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được, trong khi Liên minh châu Âu-EU đe dọa sẽ kiện Hoa Kỳ ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nếu Washington chính thức áp dụng mức áp thuế với nhôm và thép nói trên. Điều đáng chú ý là ngay cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đối tượng được cho là sẽ hưởng lợi từ quyết định này của Tổng thống Donald Trump, cũng đang lên tiếng phàn nàn. Các công ty có mức sử dụng nhôm khá cao như nhà sản xuất bia MillerCoors hay hãng bánh kẹo Hershey cho biết, không chỉ hoạt động sản xuất của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu quyết định này chính thức được ban hành, mà người dân Hoa Kỳ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả do sự điều chỉnh thuế quan sai lầm này. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, ông nhận định như thế nào về cái mục đích của Tổng thống Donald Trump khi mà quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hai loại mặt hàng là thép và nhôm vào thị trường Hoa Kỳ? Tôi cho rằng đây là một cái mũi tên mà nhắm tới nhiều mục đích. Một mũi tên nhiều mục đích. Tôi nghĩ là có 6-7 cái mục đích như này, một cái mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắm tới. Cái mục tiêu thứ nhất là để bảo vệ các cái ngành sản xuất ở trong nước. Rồi chúng ta thấy rằng là Mỹ cũng là một trong bên tham gia vào cái thị trường sản xuất nhôm thép trên thế giới. Thế còn cái mục tiêu thứ hai thì đó là nó thể hiện một cái việc là một cái nỗ lực của chính quyền Trump trong việc cải thiện cái cán cân thương mại. Vì hiện nay cái mục tiêu điều chỉnh cái cán cân thương mại về cái mức cân bằng là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Trump trong cái cương lĩnh kinh tế hiện nay. Thế còn cái mục tiêu thứ ba thì rõ ràng đó là đáp ứng các cái mục tiêu chính trị nội bộ. Vì chúng ta biết rằng là cuộc bầu cử 2018 đang giữa kỳ, đang đến gần. Và đây cũng là một cái cam kết đối với cử tri mà chính quyền Trump đưa ra từ trước. Và cái cam kết đó là bảo vệ các ngành nghề trong nước và hạn chế cái thâm hụt thương mại vân vân. Thì cái việc mà sử dụng cái vũ khí nhôm thép này cũng là một trong những cách để làm một chuyện đó. Thế còn cái mục tiêu thứ tư ấy, tôi nghĩ rằng là nó cho thấy rằng là nó thể hiện một cái vai trò của nước Mỹ trong các vấn đề kinh tế thương mại toàn cầu. Vì chúng ta hiện nay là Mỹ không còn là thành viên của CPTPP nữa, cái hiệp định mà vừa mới ký ngày 8 tháng 3 đấy, thì Mỹ không còn là thành viên của nó nữa. Và Mỹ thì đang đàm phán cái hiệp định NAFTA, hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ với Mexico và Canada. Thành ra là đây là một cái thông điệp muốn chuyển tới các nước rằng là tôi vẫn là một trong những tay chơi chủ chốt trong cái ván bài thương mại và kinh tế toàn cầu. Thế còn một mục tiêu thứ năm thì tôi nghĩ rằng là để đáp ứng một số cái mục tiêu về an ninh quốc gia. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó chưa rõ là cái lên họ như thế nào, nhưng đó là một mục tiêu công khai mà Nhà Trắng tuyên bố. Thế còn cái mục tiêu thứ 6 ấy, thì đấy là bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ. Tức là chính quyền Trump muốn thông qua cái công cụ này để gây sức ép trở lại đối với những cái nước mà Mỹ cho rằng đang vi phạm cái quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Tức là muốn dùng cái công cụ này để tác động ngược trở lại các vấn đề khác. Thì tôi cho rằng là một cái vấn đề đặt muốn hướng tới rất nhiều mục tiêu rất là tham vọng. Nhưng mà cái tính khả thi của nó đến đâu thì chúng ta còn phải xem xét thêm. Nhưng mà cái mục tiêu và cái tham vọng thì rất lớn. Vâng ạ. Vậy còn một vấn đề mà dư luận cũng rất là quan tâm, đấy là tại sao cái thời điểm này Tổng thống Donald Trump lại đưa ra cái quyết định của mình là nâng thuế nhập khẩu đối với hai mặt hàng thép và nhôm, và liệu rằng trong thời gian tới đây thì những cái loại mặt hàng khác nhập khẩu vào Hoa Kỳ thì có chịu những cái quyết định như thế nữa hay không? Theo tôi thì cái việc nâng thuế nhập khẩu thép và nhôm chỉ là một bước, không chỉ là bước khởi đầu
mà còn hàng loạt cái biện pháp khác mà như tiến sĩ Linh Thị đã nói. Nhưng sắp tới thì không loại trừ khả năng là Mỹ sẽ áp thuế rất nhiều các mặt hàng khác nữa. Và điều này nó xuất phát từ một cái con đường, một nước Mỹ, ông Donald Trump lựa chọn cho nước Mỹ khi ông tuyên bố tranh cử. Tức là ông bắt đầu từ bỏ một cái mô hình chủ nghĩa tư bản tài chính ngân hàng, ông bắt đầu đưa nước Mỹ phát triển theo con đường chủ nghĩa tư bản công nghiệp để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại như là Mỹ đã từng có trong giữa thế kỷ 20. Thế thì để biến nước Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp thì ông phải phát triển công nghiệp, phát triển công nghệ trong nước và rất nhiều những cái lĩnh vực khác, nhưng mà trước hết là lĩnh vực thuần nhôm và thép. Thế vì sao nhôm và thép ông đi đưa ra thời điểm hiện nay? Chúng ta biết rằng là Donald Trump hiện nay đang triển khai một chương trình hết sức đồ sộ và hoành tráng, tức là xây dựng hạ tầng cơ sở, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ được với chi phí của 1.000 tỷ đô la, và đã kêu gọi rất nhiều nước như Nhật Bản rồi Trung Quốc các nước khác để đầu tư vào nước Mỹ cái này. Mà để xây dựng hạ tầng cơ sở thì chúng ta đang trước hết là nhôm và thép. Trong đó thì nước Mỹ cũng là một cường quốc về công nghiệp về nhôm và thép, cho nên đây là một thị trường vô cùng rộng lớn và có thể rất béo bở. Cho nên muốn bảo vệ các cái nhà công nghiệp thép và nhôm của trong nước thì ông phải đưa ra cái giải pháp này. Tôi cho rằng đây là một cái thời điểm ông đưa ra là nó đúng vào một cái thời điểm mà Donald Trump đang triển khai một chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở vô cùng hoành tráng đối với nước Mỹ, và chắc chắn rằng đấy chỉ là bước khởi đầu, còn dần đến chiến lược thương mại hay không thì chúng ta còn phải chờ xem. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, ở trên tài khoản Twitter của mình thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết là khi mà Hoa Kỳ phải chịu thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ trong các hoạt động thương mại với các nước đang có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ thì chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng chiến thắng. Vậy thì theo tiến sĩ Lê Đình Tĩnh thì liệu chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ với các nước trên thế giới thì có bùng phát, và liệu rằng khi bùng phát thì ai sẽ là người chiến thắng? Tôi cho rằng là khả năng xảy ra chiến tranh thương mại là không cao, mặc dù là không loại trừ, nhưng mà nếu nó xảy ra thì cái tác động nó là vô cùng to lớn. Tôi nghĩ rằng là sẽ không có người thắng trong cái cuộc chiến tranh thương mại ở toàn cầu cũng như là trong cái cuộc chiến tranh thương mại song phương. Bởi vì chúng ta biết là cái trò chơi về thương mại là trò chơi hai bên cùng thắng, bởi vì dựa trên cái cơ sở về lý thuyết về lợi thế so sánh. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy rằng là trong lịch sử đã có rất nhiều cái lần là xảy ra cái chiến tranh thương mại, và những lần như vậy thì đều cho thấy rằng là không có ai là người thắng cuộc cả. Và nó có tác động rất là tiêu cực đối với nền kinh tế, thậm chí là có những cái hệ lụy khác. Tôi lấy ví dụ như thời điểm năm 1939, thì chính cái sự cọ sát và đấu tranh mà thương mại giữa các quốc gia nó đã một trong những nguyên nhân dẫn đến cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Hay là cái chính sách bảo hộ thương mại dưới thời của Tổng thống Ronald Reagan cũng là gây tác hại rất là tiêu cực cho nền kinh tế Mỹ. Tôi cho rằng một số những cái điểm mà không có lợi nữa rất là rõ, ở đây chúng ta có thể quan sát được. Đó là nếu anh áp dụng một cái biện pháp mà ví dụ như tăng cái thuế áp giá đối với nhôm thép chẳng hạn lên một cái mức quyết liệt thành một cuộc chiến tranh ấy, thì Mỹ cũng phải chờ đợi một cái kịch bản rằng là các nước khác cũng sẽ trả đũa Mỹ. Ví dụ như Trung Quốc có rất nhiều công cụ để trả đũa Mỹ, EU có rất nhiều công cụ, Canada, Mexico cũng có công cụ. Do vậy là sẽ có một cái sự trả đũa. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đã tập hợp 18 nước trong cái khuôn khổ WTO trong tuần vừa qua để tuyên bố rằng là Mỹ là vi phạm các quy định của WTO. Ta còn cái thứ hai rõ ràng là nó gây sự căng thẳng trong quan hệ với các nước, kể cả quan hệ giữa Mỹ với các nước đồng minh. Thì đấy là một cái điểm trừ, đúng không ạ? Nếu anh phát động chiến tranh thương mại, anh sẽ có quan hệ xấu đi ngay cả với các nước đồng minh, chẳng hạn như với Nhật hay là với các nước EU. Một cái điểm nữa là nó cũng làm tăng các vấn đề về an ninh. Thì thành ra tôi cho rằng là cái tuyên bố của Tổng thống Trump thì nó cũng có một phần lý logic về kinh tế thôi, nhưng nó cũng có cả cái logic về mặt chính trị nội bộ. Như đại tá Lê Thế Mẫu đã phân tích, cái phản ứng nội bộ trong nước Mỹ hiện nay nó cũng rất là khác nhau. Chính vì những cái mục tiêu khác nhau đó, chúng ta thấy rằng là Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan là không nhất trí về đề xuất của Tổng thống Trump trong việc là đẩy cao cái mâu thuẫn về thương mại. Chúng ta thấy rằng là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump về kinh tế là Gary Cohn chính thức là từ chức. Các nước vẫn có rất nhiều cái cách để ứng xử lại các cái biện pháp của Tổng thống Mỹ mà không nhất thiết phải hưởng ứng một cái cuộc chiến tranh. Ví dụ như hiện nay nếu Mỹ áp dụng các biện pháp với Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc sẽ không bị thiệt hại nhiều so với việc là Trung Quốc áp dụng ngược lại với Mỹ. Bởi vì Mỹ là dùng hàng tiêu dùng của Trung Quốc rất là nhiều. Do đó khi Mỹ tăng thuế đấy, thì người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại. Thế còn Mỹ thì lại Trung Quốc thì mua của Mỹ những cái hàng mà để phục vụ cho sản xuất. Do đó chính các nhà sản xuất của Mỹ lại bị thiệt hại, chứ không phải là người tiêu dùng của Trung Quốc thiệt hại. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên là từ những cái logic đó thì tôi cho rằng là cái khả năng một cuộc chiến tranh là rất thấp. Mặc dù nó cũng không loại trừ do một cái tính toán sai lầm nào đó, nhưng mà cái điều đó là cái điều rất hết sức không mong muốn và không dễ dàng như là cái thuyết của Tổng thống Trump nói. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh và đại tá Lê Thế Mẫu.
Thưa quý vị và các đồng chí, chưa biết là quyết định nâng thuế của chính quyền Tổng thống Trump sẽ đưa nền kinh tế của Hoa Kỳ đi tới đâu. Nhưng mà trước mắt thì sau quyết định này, mối lo về nguy cơ chiến tranh thương mại đang hiện hữu và điều này thì có thể đẩy các nền kinh tế dẫn đến suy thoái. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những động thái và những phản ứng tiếp theo của các quốc gia liên quan. Và phần bình luận trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 7 tháng 3, giới chức thành phố New York, Hoa Kỳ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau khi tuyết bắt đầu rơi dày tại thành phố này. Trong khi đó, Sở Giao thông thành phố cũng đã hạn chế xe đỗ ven đường nhằm tạo điều kiện cho hoạt động dọn tuyết của 2.400 nhân viên và máy móc được huy động. Cuối tuần trước, Hoa Kỳ cũng vừa phải hứng chịu cơn bão Riley quét qua khu vực duyên hải miền đông nước này.